niên mà dám lên tuyên xưng tưởng đi như vậy, mạnh dạn như vậy. Nếu không có Chúa thì con không có làm được cái gì, con chỉ là bố đi ai là tối tâm là số không. Nhưng mà ơn của Chúa giúp anh thắng được trầm cảm, thắng được nhát gan, thắng được cơn bệnh, thắng được nhức đầu, thắng được mọi cái. Mà hôm nay 28 Tết lặn lội cùng với vợ, cùng với mẹ, cùng với con, cả gia đình mà đến đây để làm chứng thờ vinh xuất của Chúa. Còn con là đất đá gai đường. Thưa cha, con cũng nhận được hai kia, con là gai. Rồi anh bánh gai, anh kia là bụi gai, còn con là bánh gai. Con cũng là bụi gai luôn. Cho anh một tấm tay vui, bụi gai. Thưa cha, cộng đoàn con là Giuse và Anh Nguyên. Con đến từ xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Con Phú Thọ ở đâu? Thưa cha, con thuộc đạo Phật Hưng Hóa. Thưa cha, con vào đây làm được 3 năm, đến năm nay con cũng không có ăn Tết ở ngoài nhà được vì điều kiện và công việc nên là. Và mỗi một năm thì con về một lần. Và năm nay là con phải hát bài Xuân này con không về. Thưa cha, là với sự thưa cha cộng đoàn là con cũng xin thẳng chính về tất cả về công việc cũng như những người cho bản thân con là những người con thân yêu, cụ thể là người em gái của con. Em gái của con là năm 2014 là ngày 30 Tết, thực tế là bố mẹ cũng là mổ lợn, chuẩn bị lợn như các thứ để mổ để ăn Tết rồi. Mấy lợn? Thưa cha, một con rất là to. ngoài Bắc thường thường có lợn mổ là ăn Tết to đấy nha. Bên mình ăn ở trong năm cũng có lợn mổ mỗi phần heo rồi còn. Đó là đứng lại trong này rồi. Thì con em cái con đã lấy vợ, lấy xong có một đứa con rồi. Nên ngày hôm đó là ngày tối ngày 29 Tết. Đứa cháu nó cái con nó ốm ấy. Nó lên chỗ trung tâm xã để nó mua thuốc về con không uống thì có ba anh kia, bà bố con anh kia đi ăn Tết về say rượu, nó đi xe đạp đi lên đường mà bà kia lao đâm vào nó, thế là nó bị ngã chấn thương sọ não. Mà con ở trong này Tết năm đó con cũng ở trong này, bố con gọi điện nhưng con ở trong này con chỉ biết đọc kinh cầu xin Chúa thôi. Thì con gọi điện bố con bảo là em nó nằm dưới bệnh viện Việt Trì, có cái bệnh viện tỉnh á, là nằm hôn mê. Mà trong khi đó là lúc xuống đó thì bác sĩ bảo em nó có bầu 2 tháng. Là mà hôn mê như vậy thì bác sĩ cho vào mổ, thì bây giờ em con đầu nó vẫn còn một cái miếng này và ngón tay này là gãy xương đi đó, bị chấn thương sọ não. Mà con thấy nhiều người chấn thương sọ não, một là người ta sẽ mất hoặc là được ảnh hưởng đến thần kinh. Mà con cũng xin Chúa mà giờ đến bây giờ năm vừa rồi con về là em con vẫn lành ra các thứ, nó vẫn thông minh giống như thường vậy á. Thế còn vẫn giống như ngày trước. Và em còn có bầu, bác sĩ bảo trong khi mà điều trị mổ như các thứ dùng kháng sinh nhiều, bác sĩ bảo quên là sẽ bỏ đứa bé đi. Nhưng mà em con thì không có quyết định, nhưng mà chồng của nó đã bảo là sợ bây giờ nó hôn mê này không biết sống chết như nào, thì quyết định là cứ để, bác sĩ cứ để, có gì thì chồng em sẽ chịu trách nhiệm. Và quyết định để là năm vừa cách đây khoảng độ hơn một tháng con về là đứa cháu nó sinh ra, giờ nó đã lớn biết đi rồi và có vẻ còn thông minh hơn thằng anh của nó. Hallelujah. Đúng là cuộc sống cũng có nhiều thứ. Có nghĩa là em con đã mổ như thế xong rồi mà giờ nó sinh con ra như vậy. Nghe thằng chồng của nó đi làm xây dựng làm cầu nhồi ấy ra. Tự nhiên làm ở dưới Hải Phòng mà nó về ra nào nó bị thần kinh, nó bị như nào mà nó đang thông minh khỏe mạnh giống như con này vậy. Giống không mình như con nữa. Giống như người bình thường, giống như con này ấy, mà về nó giống như kiểu người bị thần kinh ấy. Thế là nó cứ nói vớ nói vẩn, rồi nó bảo bị quỷ ám, rồi nhà nó cũng cần nhà thờ. Nên là mẹ nó bảo lên thôi giờ cứ ấy, rồi lên nhà thờ đọc kinh cầu nguyện các thứ, rồi thì cứ mấy người chói nó vào, lúc nó lên cơn chói nó vào mà không chịu nữa thì lên mấy anh em tập trung chói vào và cho lên xe sang bệnh viện tâm thần của tỉnh Phú Thọ.
và điều trị được 2 tháng thì nó đỡ đỡ xong cho về. Thì cách đây khoảng độ 1-2 tháng con về ngoài quê, thì con vợ chồng con về ngoài quê chơi thì em nó con xuống thăm nó thì nó cũng kiểu nó không có lên cơn nữa, nhưng mà nó lúc nào cứ bảo là nghèo không nói gì và nằm ở giường. Con xuống hỏi thăm nó thì con hỏi gì nó nói vậy thôi. Thế mà đợt vừa rồi cách đây chủ nhật tuần trước bà nội con có mất đấy, thì con về ngoài nhà mà tự nhiên bây giờ con thực tế là em con như vậy thì em con cũng thương nó suốt ngày, con cầu nguyện và xin Chúa cất bệnh cất tật cho con, cho em của con để chúng nó đỡ khổ, làm để của người thân, người xác, người bố mẹ, nó còn có cả bố mẹ già nữa, có con nhỏ vậy. Mà giờ chồng hết, vợ bị tai nạn vậy, giờ chồng lại bị thần kinh như vậy thì khổ quá. Thế là cách đây một tuần con về bà nội con mất thì giờ nó lại giống như con, còn nó đi chợ nó mà cả luôn, nó mà cả trả giá luôn. Con thấy nó không còn gì là thần kinh, không còn gì là ấy nữa, mà con chỉ biết cảm ơn Chúa. Rồi, con đang nhận được món quà và một chút hình xót về con gửi cho gia đình của con. Xuân này con không về thì con gửi món quà xuân của thư xót Chúa về cho gia đình của con. Thưa chị em, nhiều chị em di dân vào thành phố và Sài Gòn lập nghiệp, Tết đến có khi là phải lo quả Tết, quả xuân vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng các bạn tặng được món quà cho gia đình của mình, món quà xuân và lòng Chúa thương xót là bài giảng 507 lòng Chúa thương xót để tặng cho gia đình của mình. Có lẽ đây là món quà giá trị và ý nghĩa nhất trong tất cả những món quà mà chúng ta có thể gửi cho gia đình mình. Thưa cha, con có điều muốn nói, tại vì ở ngoài giáo họ con á, bố con cũng mua được mấy cái này, trong khi đó là em thằng bị thần kinh đó, thằng em rể ấy, nó bị thần kinh, nó chưa có cái này. Mà cái hôm con ở nhà bố con có, thì bố con ở giờ nó cứ làm việc ở giường vậy ấy, thì mà nó không muốn đi làm, không muốn hoạt động, thì giờ bố cho nó cái đài để nó nghe. Thế là nó nghe mà giờ nó thích nghe. Còn bố mẹ con giờ con thấy con về con đi trồng ngô, thấy ông bà cầm một cái đài để cầm cây ra cắm dữ dội, con treo cái đài lên nghe vậy. Tiếng Chúa đã ban cùng trái đất. Cái hình ảnh của ông bà già mà đưa ruộng cầm cái xào treo cái đài này lên, tôi thấy là đặc biệt vô cùng tuyệt vời, vô cùng để lời của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Đúng như là Phaolô mong ước là lời của Chúa phải được lan tỏa đến những cái vùng trên mạng. Chúa chúc lành cho con về gửi thăm bố mẹ, hoặc khi nào cái đài của bố mẹ treo mà nó rớt xuống hư, em đi ra cho cái khác nhé. Bao nhiêu chọn nhé, ai cũng cắm đài của đó cho luôn. Rồi lên bạn, rồi chúng ta còn hai.